đò lúc tính thênh thang, quen ơi nhân tiếng quá gian tìm về. Cô ai ơi cái bánh bông lan nhĩ vàng cánh trắng, còn bánh bông lan cánh vàng nhĩ cũng vàng luôn. Vậy mà hãy dắt lâu thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về ở luôn nơi này. Ủa mà sao cô hai nín tinh không nói một lời? Ông bà mình có bảo á, hãy có ăn thì có nói. Sao với hà tiễn từng lời từng tiếng vậy cô hai? Nói vậy nãy tới giờ tôi nít hết gần một chục cái bánh bông lan rồi. Chắc là tôi phải ở đây nói hoài cho tới tối. Vậy cho cô hai hối làm sao cho đằng đòn, trong khi chỉ tại nhớ cái bánh bông lan mà từ ở trên xứ tôi lặn lội tới dưới này. Nhưng các người đánh bột khéo tay nên tôi mới nhớ hoài. Ủa nói vậy không phải à, mà chắc nhờ tay nướng khéo đó. Ủa bộ không phải mà có hai nè, có ác chi vậy? Không lẽ là tôi nói tôi phải, tôi xuống dưới này là tại vì tôi nhớ, nhớ bánh bông lan. Dạ tôi có nghe người ta nói cái nghề làm bánh á đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng, còn phải khéo tay nữa. Dạ
Có ai tốt bụng vậy tôi cảm ơn, nhưng ngặt một điều là tôi chưa có vợ. Dạ, từng tuổi này mà tôi còn ở vậy, có mình ở anh Hà. Cũng có lọc lừa, có kén chọn gì đâu, nhưng cách tải cái mùi vị bánh bông lan mà cả đời tôi quên không được. Dạ cảm ơn cô hai. Mà cô hai nè, sao tôi nói cái gì cô cũng bàn ra hết trỗi vậy. Thôi thì nói gần nói xa không qua nói thiệt. Cô hai, tôi lặn lội xuống dưới này là tại vì tôi nhớ, nhớ cô hai.